Ok. Em nghe rõ đúng không? Vâng ạ. Em có nghe rõ không? Rất cố ạ. Thôi chúng ta bắt đầu. Nhất là chúng ta sẽ đi về bệnh xơ gan trước nhé. Về mục tiêu của bài này thì các em phải nắm được. Thứ nhất là các em mô tả được đặc điểm vi thể của xơ gan. Thứ hai là chỉ được các tổn thương. Đây thì chúng ta không có sử dụng kính hiển vi được, đúng không? Thì chúng ta phải chỉ được các tổn thương trên các slide về hình ảnh. Sau này chúng ta thi thì cũng sẽ thi bằng slide và vẽ được hình minh họa. Thì các em ở nhà có thể tự vẽ nhé. Về hình ảnh vi thể của xơ gan thì chúng ta biết là gì? Xơ gan là gì? Xơ gan là một tổn thương xơ hóa lan tỏa, đúng không? Toàn bộ gây đảo lộn toàn bộ cấu trúc gan này và hình thành các nốt tân tạo hay còn gọi là các thủy tiểu thủy gan giả. Thế thì đúng như cái định nghĩa của xơ gan thì chúng ta thấy là vi thể của nó cũng sẽ có ba đặc điểm chính. Thứ nhất là sẽ có xơ hóa, đúng không ạ? Toàn bộ mô gan sẽ bị xơ hóa và tạo hình ảnh xơ hóa bắc cầu. Thế nào gọi là xơ hóa bắc cầu? Xơ hóa bắc cầu nghĩa là gì? Bình thường chúng ta thấy là chỉ có ở khoảng cửa thì nó mới có mô xơ trong cái mô gan bình thường ấy. Thì khi mà xơ hóa bắc cầu nghĩa là nó sẽ tạo thành những cái giải liên kết xơ nối giữa tĩnh mạch trung tâm tiểu thùy và khoảng cửa thì được gọi là xơ hóa bắc cầu. Và những cái mô xơ này và những cái mô xơ này nó sẽ bao quanh và chia rẽ các tiểu thùy gan, tạo thành từ việc mà cái mô xơ này sẽ bao quanh chia rẽ các tiểu thủy gan thì sẽ gây đảo lộn cấu trúc toàn gan. Nghĩa là bình thường chúng ta sẽ thấy là mô gan sẽ có các tiểu thủy gan, giữa các tiểu thủy gan thì nó sẽ có các tĩnh mạch trung tâm tiểu thủy và xung quanh nó là các khoảng cửa, thì bây giờ nó sẽ không còn cái cấu trúc bình thường như thế nữa. Thứ hai nữa là nó sẽ hình thành nên những cái nốt nhu mô gọi là các tiểu thủy gan giả, gồm có các tế bào gan nhưng mà lại nó không bè gan, nó sẽ sắp xếp theo các hướng khác nhau chứ không còn tạo thành hình lan hoa như trong trong cái tiểu thủy gan bình thường, và nó sẽ không có tĩnh mạch trung tâm tiểu thủy. Ngoài ra thì sẽ có các tổn thương như là tế bào gan thì sẽ bị do làm gì, mà thiếu dinh dưỡng nuôi dưỡng vì dưỡng mô xơ nên nó sẽ giảm mạch máu cung cấp cho mô gan, thì nên tế bào gan sẽ bị thoái hóa, có thể chúng ta sẽ gặp thoái hóa nước, thoái hóa mỡ hoặc là các tế bào hoại tử đông. Ngoài đấy là những cái điểm vi thể chính của một cái trường hợp xơ gan. Thế thì trên những cái hình ảnh này chúng ta sẽ nhìn thấy cái gì ở trên tiêu bản nào? Bình thường đây là một cái hình ảnh đại thể, nghĩa là gì? Hình ảnh đại thể của xơ gan. Thì bình thường xơ gan thì chúng ta sẽ chia thành gì? Xơ gan nút nhỏ, xơ gan nút lớn, đúng không? Hoặc là xơ gan nút hỗn hợp. Chúng ta học trong bài lý thuyết rồi. Thì đối với những cái xơ gan nút lớn nghĩa là nó sẽ tạo thành những cái nốt như thế này, có đường kính lớn hơn 3 mm. Đấy, và thường nó sẽ không được đồng đều. Còn xơ gan nút nhỏ thì thường là gì? Những cái nốt như đầu đinh kim như thế này và nhỏ hơn 3 mm và tương đối là đồng đều thì gọi là xơ gan nút nhỏ. Còn khi mà nó có hỗn sự hỗn hợp của các nốt lớn và nốt nhỏ thì gọi là xơ gan hỗn hợp. Thì khi mà người ta cắt những cái lát cắt qua cái mô gan này và làm tiêu bản này thì chúng ta sẽ thấy là trên vi thể chúng ta sẽ thấy gì? Có ba đặc điểm chính, đúng không nào? Thứ nhất là gì? Xơ hóa lan tỏa trên toàn bộ nhu mô gan, tạo thành hình ảnh xơ hóa bắc cầu. Đây chúng ta sẽ nhìn thấy các mô xơ. Bình thường trong mô gan bình thường thì nó sẽ chủ yếu là các xoang mạch, chứ còn mô xơ nó chỉ tập trung một ít ở cái khoảng cửa thôi. Thì bây giờ chúng ta thấy là gì? Mô xơ nó bắt đầu xơ. Toàn bộ mô gan nó bị xơ, tạo thành các bè xơ như thế này. Nó chia cắt nhu mô gan, tạo thành các nốt. Có những nốt lớn và có những nốt nhỏ. Đây, có những nốt như thế này. Đấy.
Thì đấy là mô gan nó bị sơ hóa, thì gọi là sơ hóa. Và chúng ta nhìn thấy là gì? Tất cả những cái bè sơ này nó tạo thành những cái nốt, quên, tạo thành những cái vách sơ và rơi quanh những cái nốt như thế này. Thì những cái nốt này người ta gọi là những cái nốt tân tạo, hay còn gọi là tiểu thủy gan giả, đúng không nào? Độ phóng đại lớn hơn thì chúng ta sẽ nhìn thấy đây chính là cái vách sơ này. Nhìn thấy mô sơ đây không, sẽ bắt màu hơi hồng đúng không nào? Đấy, đây là những cái mô sơ nó tạo thành, nó vây quanh những cái đảo tế bào gan, tạo thành các cấu trúc nốt, hay còn gọi là những cái nốt tân tạo. Và những cái cấu trúc nốt này, hay còn gọi là tiểu thủy gan giả, đúng không nào? Tiểu thủy gan giả này thì chúng ta thấy là gì, nó sẽ không có tĩnh mạch trung tâm tiểu thủy, và các bè gan thì nó không còn sắp xếp theo hướng hình nan hoa như là trong cái tiểu thủy gan bình thường nữa, và nó chỉ tạo thành là gì, những cái bè chạy theo các hướng khác nhau như thế này. Đấy, ngoài ra thì chúng ta thấy là gì, trong các mô đệm thì gì, xâm nhập rất là nhiều các tế bào viêm. Đây, rất nhiều tế bào viêm ở đây chúng ta thấy là chủ yếu lên vô bào đây, rất nhiều tế bào viêm xâm nhập vào trong các vách xơ. Đây là các vách xơ đúng không nào? Chúng ta sẽ thấy là các tế bào viêm nó xâm nhập vào các vách xơ ở đây, và nó sẽ xâm nhập vào trong cả các tiểu thủy gan, các bè gan như thế này. Đây là tế bào viêm xâm nhập vào trong các bè gan, còn đây là các tế bào viêm mà nó xâm nhập vào trong các vách xơ, đúng không nào? Còn đây là các bè gan của chúng ta. Chúng ta thấy các tế bào gan là các tế bào hình đa diện mà có nhân nhỏ nằm ở trung tâm, sắp xếp thành dây dải. Đây là một hình ảnh minh họa khác của một cái nốt, của một nốt hay còn gọi là tiểu thùy giả, tiểu thùy gan giả. Chúng ta thấy là gì, tiểu thùy gan giả đặc điểm nhận biết chính là gì, không có tĩnh mạch trung tâm tiểu thùy. Chúng ta thấy nhé, bình thường tiểu thùy gan bình thường thì chúng ta sẽ thấy có một tĩnh mạch trung tâm tiểu thùy nằm ở đây đúng không, và các bè gan sẽ hướng theo hình nan hoa hướng về tĩnh mạch trung tâm tiểu thùy. Tuy nhiên đây là một cái tiểu thùy gan giả nên chúng ta sẽ không nhìn thấy cái tĩnh mạch trung tâm tiểu thùy, và các bè gan thì nó vẫn tương đối là thanh mảnh, hầu như chỉ có 1 đến 2 hàng tế bào thôi. Đấy là tính chất mà chúng ta giúp chúng ta biết phân biệt được là đây là gì, tổn thương lành tính, chứ không phải là lát nữa là chúng ta sẽ học ung thư biểu mô tế bào gan thì chúng ta sẽ thấy là gì, nó sẽ khác nhau. Thứ nhất là gì, đây là các tế bào gan rất là nhỏ, có nhân rất là nhỏ này, bào tương thì rộng, tỷ lệ nhân trên bào tương thì thấp đúng không nào, sắp xếp tạo thành những cái bè gồm 1 hàng tế bào hoặc 2 hàng tế bào, tối đa là 2 hàng tế bào, không bao giờ vượt quá 2 hàng. Nghĩa là nếu mà có 3 hàng, 4 hàng trở lên thì sẽ là rất là bất thường, rồi là bất thường, là dấu hiệu gợi ý là ung thư. Thì ở đây chúng ta thấy là các bè gan ở đây là vẫn là những cái tế bào lành tính, nghĩa là chỉ có 1 hàng tế bào hoặc 2 hàng tế bào thôi. Tuy đấy, nhưng mà cấu trúc của nó thì lại mất cấu trúc bình thường, bởi vì nó là tiểu thùy giả mà, không phải tiểu thùy thật đúng không? Thì nó không có tĩnh mạch trung tâm tiểu thùy. Và đây là các mô sơ, chúng ta thấy là cái bắt màu hồng nhạt hơn ở bên ngoài, xung quanh nó là các bè sơ đúng không? Tạo thành cái hóa bắc cầu. Nó sẽ nối từ tĩnh mạch trung tâm tiểu thùy của một cái tiểu thùy gan bình thường đến cái khoảng cửa và làm mất đi cái tĩnh mạch trung tâm tiểu thùy đấy đúng không? Và chúng ta không còn nhìn thấy nữa. Ngoài ra chúng ta còn sẽ nhìn thấy là gì? Chúng ta sẽ thấy là gì? Trong mô đệm nó xâm nhập rất nhiều tế bào viêm ở đây. Đúng nào? Thứ hai nữa là chúng ta sẽ thấy là gì? Các em nhìn thấy những cái ống nhỏ đấy không nào? Đây là các đường mật. Ở trong các khoảng cửa sẽ gì? Xâm nhập tế bào viêm và tăng sinh đường mật. Đấy là một đặc điểm thứ hai. Đặc điểm nữa là gì? Tăng sinh đường mật và xâm nhập tế bào viêm ở trong khoảng cửa nhé. Và các tế bào gan thì vì gì nó bị sơ hóa như thế, nó đảo lộn cấu trúc bình thường, thế nên là gì, nó bị không đủ dinh dưỡng cấp cho nó thì nó sẽ bị tổn thương đúng không nào? Nó sẽ bị tổn thương thì chúng ta sẽ gặp các tổn thương gì, thoái hóa nước, thoái hóa mỡ. Đây chúng ta sẽ nhìn thấy là các tế bào gan thoái hóa mỡ là sẽ tạo thành những cái hốc không bào trong bào tương như thế này này, thấy chưa? Các em thấy những cái hình hốc sáng sáng đấy không? Đây là những cái tế bào gan thoái hóa mỡ, được không nào? Hoặc chúng ta sẽ nhìn thấy những tế bào gan bị hoại tử đông, chúng ta là những cái tế bào gan mà bắt màu ưa toan hơn đây này, và nhân nó đông lại và nó đen hơn đúng không nào? Đấy, những tế bào bắt màu cam này là các tế bào gan hoại tử đông. Còn những cái tế bào gan mà trương hơn, đấy, như sáng sáng như thế này mà trương sáng hơn và trương phình lên thì nó bắt đầu có dấu hiệu của thoái hóa nước, nhưng mà có thể là nó chưa rõ ràng ở đây lắm. Đấy, và trong các giữa các bè gan thì nó xâm nhập rất nhiều cái những tế bào nhỏ nhỏ đen đen sẫm sẫm này là các lympho bào. Đây là một cái hình ảnh mà khi mà người ta nhuộm trichomasông, là một cái nhuộm 3 màu để làm nổi bật cái sự sơ hóa của mô gan ấy. Người ta thấy này, đấy, mô gan nó bị sơ hóa lan tỏa đúng không, em thấy chưa?
những cái màu bắt màu xanh xanh này đây là nhuộm đặc biệt nhé. Còn những cái tiêu bản mà chúng ta đang xem phía trên này, đây những cái tiêu bản này là tiêu bản nhuộm HE, nghĩa là nhuộm hematoxylin và eosin, thì nó chỉ có hai màu thôi là màu tím và màu hồng. Thì khi mà có một số phương pháp nhuộm đặc biệt là nhuộm ba màu chẳng hạn, thì người ta sẽ nhìn thấy ở đây là làm nổi bật cái mô sơ thì chúng ta thấy là nó sẽ bắt màu xanh. Thì đây là nhuộm đặc biệt nhé. Bình thường các em sẽ không nhìn thấy tiêu bản như thế này trên cái tiêu bản nhuộm HE đâu, không có cái màu này đâu. Nhưng khi người ta nhuộm đặc biệt thì người ta làm nổi bật cái mô sơ, chúng ta thấy cái sự sơ hóa lan tỏa chưa, tạo thành các cấu trúc nốt của nhu mô gan chưa, thì chúng ta sẽ tạo thành các nốt hay còn gọi các tiểu tùy giả ở đây, đúng không nào? Chúng ta không hề nhìn thấy một cái tính mạch trung tâm tiểu tùy nào cả, đúng không nào? Đấy, còn đây là các khoảng cửa, các khoảng cửa thì các em sẽ nhìn thấy đây có động mạch cửa, động mạch này và tĩnh mạch cửa này, đi kèm đến nó là một đường mật. Đây, phóng đại lớn hơn các em sẽ nhìn thấy vào đây nhé, đây sẽ là tĩnh mạch. Đây sẽ là tĩnh mạch. Tĩnh mạch thì thường gì lòng mèo mó vào thành mỏng hơn đúng không? Động mạch thì thành nó dày hơn và tròn hơn. Và đường mật thì chúng ta sẽ nhìn thấy là lập với một lớp biểu mô trụ hoặc là biểu mô vuông, vuông đơn. Đấy. Và trong sơ gan thì bao giờ nó cũng sẽ tăng sinh rất là nhiều đường mật, nó tạo thành rất là nhiều đường mật như thế này. Còn các tế bào gan thì sẽ có tổn thương, đây là gì? Đây chính là gì? Cá mỡ đúng không? Nè, các em sẽ nhìn thấy những cái hốc sáng sáng này chính là các tế bào gan nhiễm mỡ. Được chưa nào? Thế là chúng ta sẽ nhìn thấy đấy như thế đúng không? Đây là các tế bào gan, đây là các đường mật nhé. Các đường mật chúng ta sẽ nhìn thấy là nó sẽ lập với các tế bào vuông đơn như thế này. Đấy. Và đây chúng ta sẽ là nhìn thấy đây là một cái gì? Là một cái tiểu thủy gan giả đúng không nào? Và mô xung quanh thì là gì? Sơ hóa bắc cầu, tạo thành các nốt sơ hóa vây xung quanh các tiểu thủy giả như thế này. Đấy. Và chúng ta sẽ nhìn thấy rất là nhiều những cái gì? Những cái đường mật tăng sinh. Kèm theo đó là gì? Xâm nhập rất nhiều tế bào viêm là chủ đấy. Chủ yếu ở đây chúng ta nhìn thấy là lympho bào nhé. Còn đây là cái nốt tiểu thủy giả khi ở độ phóng đại lớn thì chúng ta thấy gì? Trong đấy là các tế bào gan nó vẫn là những cái tế bào hình đa diện mà nhân rất là nhỏ đúng không nào? Và gì tỷ lệ nhân trên bào tương thì thấp. Mỗi hàng tế bào tạo thành các bè thì mỗi hàng chỉ có một, mỗi bè gan thì chỉ có một hàng tế bào thôi, đây thì một hàng hoặc là một đến hoặc là hai hàng. Tối đa là hai hàng. Và không có những cái bè gan có 3 hay 4 hàng. Đấy là dấu hiệu mà chúng rất lát nữa chúng ta sẽ giúp phân biệt đâu là gan lành và đâu là gan ung thư. Thì lát nữa chúng ta học về bài ung thư biểu mô tế bào gan nhá. Thì chúng ta điểm lại là chúng ta có 3 đặc điểm vi thể chính là gì? Thứ nhất là gì? Sơ hóa bắc cầu. Đúng không nào? Thứ hai là tạo thành các tiểu thủy gan giả. Đúng không nào? Hay còn gọi là các nốt nhu mô. Và thứ ba là gì? Đạo lụn cấu trúc toàn gan và gây tổn thương tế bào gan. Chúng ta sẽ gặp những cái tổn thương gì? Chúng ta sẽ gặp là gì? Có thể thoái hóa nước, có thể thoái hóa mỡ hoặc là gì? Hoại tử đông đúng không nào? Là những tổn thương chúng ta có thể gặp. Thứ ba là trong cái đặc điểm sơ hóa thì ta nhớ là gì? Ngoài ra thì xung quanh những cái chỗ sơ hóa thì chúng ta thấy là gì? Các khoảng cửa nó sẽ gì? Xâm nhập rất là nhiều các tế bào viêm, kể cả trong khoảng cửa và trong các bè gan đúng không nào? Thứ hai là gì? Trong các khoảng cửa chúng ta thấy một hình ảnh nữa là chúng ta sẽ nhìn thấy hình ảnh gì? Tăng sinh đường mật, chúng ta sẽ thấy rất là nhiều đường mật tương tạo. Vi khuẩn mật hay còn gọi là vi khuẩn mật. Chúng ta sẽ thấy rất nhiều ống mật tương tạo như thế này. Đấy. Bởi vì sao? Bởi vì khi mà cấu trúc gan nó bị đảo lộn thì các vi khuẩn mật bình thường ở trong các bè gan này nó sẽ bị tắc đi đúng không? Sẽ bị tắc thì để nó vì nó phản ứng lại với sự tắc nghẽn đấy thì nó sẽ tăng sinh các đường mật khác. Thì chúng ta sẽ nhìn thấy những cái ống mật rất là nhỏ ở đây. Đấy, chúng ta sẽ nhìn thấy rất là nhiều ống mật xung quanh. Đấy là những cái đặc điểm mà chúng ta sẽ gặp được trong một trường hợp chúng ta xem một cái tiêu bản của một bệnh nhân sơ gan. Đấy, ta sẽ điểm lại một tí nhé. Đấy, chúng ta thấy là gì? Toàn bộ mô gan đang bị sơ hóa lan tỏa đúng không nào? Lan tỏa nghĩa là gì? Tất cả các vùng mô gan nó đều bị tổn thương giống nhau, không phải là giống hệt nhưng ý là nó đều bị tổn thương, nó đều tăng sinh sơ như thế và nó sẽ tạo thành các nốt tiểu thủy, tạo thành các nốt tiểu thủy đây, đây là các nốt tiểu thủy nhá.
Đấy. Ừ. Đây là các nốt các tiểu thủy gan ra đúng không nào, và trong mô đệm sơ thì nó tạo sự xâm nhập nhiều vào viêm và trong tất cả cái cả các bề gan nó cũng xâm nhập vào để tăng sinh các đường mật ở khoang cửa đấy, xâm nhập rất nhiều tiểu viêm ở đây đúng không nào, và tăng sinh đường mật chúng ta thấy các ống mật ở đây, đây chúng ta thấy thấy ống mật này thấy chưa, là các ống mà hình tròn đúng không nào, được lợp bởi tế bào vuông đơn một trụ đơn đấy, là các ống mật tăng sinh ống mật. Và tế bào gan thì có các tổn thương chúng ta sẽ gặp là thoái hóa mỡ, thoái hóa nước đúng không nào, hoặc là hoại tử đông là các tế bào bắt màu cam này đúng chưa nào. Thứ hai là chúng ta sẽ đi về ung thư biểu mô tế bào gan, thì các em ung thư biểu mô tế bào gan thì chúng ta học lý thuyết là chúng ta biết là gì, nó có thể bè, thể đảo, thể giả tuyến, rất là nhiều các loại thể khác nhau đúng không, nhưng mà trong bài giới hạn trong bài này thì các em học chỉ cần nắm được là về hình ảnh vi thể của ung thư biểu mô tế bào gan thể bè và chỉ ra được các tổn thương trên cái các hình ảnh nhé. Thứ hai là chúng ta nhớ là gì, chúng ta biết là gì, trong gan thì hai cái ung thư chúng ta thường gặp nhất là gì, là ung thư biểu mô tế bào gan đúng không, và ung thư biểu mô đường mật trong gan. Ung thư biểu mô tế bào gan và ung thư biểu mô đường mật trong gan thì hôm nay chúng ta sẽ học về hai cái tiếp mô bệnh học, hai cái tiếp ung thư mà chúng ta thường gặp nhất ở trong ung thư gan, hay còn là ung thư nguyên phát là tại gan ấy. Ngoài ra thì gan thì nó còn có thể là gặp các ung thư di căn và các u của các tế bào trung mô khác nữa. Tuy nhiên là chúng ta sẽ gặp nhiều nhất chính là gì? Ung thư biểu mô tế bào gan, ung thư biểu đường mật trong gan. Thì sau khi học xong bài này, các em phải nhớ nắm được gì? Đặc điểm vi thể của ung thư biểu mô tế bào gan, đặc điểm vi thể của ung thư biểu mô đường mật trong gan, và chúng ta phải phân biệt được hai cái loại này. Vì đều là mô gan đúng không nào? Thì chúng ta phải phân biệt được đâu là ung thư biểu mô tế bào gan, đâu là ung thư biểu mô đường mật trong gan. Những đặc điểm nào giúp chúng ta phân biệt và nó giống nhau hay khác nhau như thế nào? Được không nào? Thì bây giờ chúng ta sẽ đi vào chi tiết nhé. Nhất là về ung thư biểu mô tế bào gan thì chúng ta biết là ung thư biểu mô tế bào gan là những một cái ung thư mà xuất phát từ các tế bào gan đúng không nào, tế bào gan và biệt hóa theo hướng là tại về tế bào gan thì đặc điểm là như thế nào, chúng ta nhớ là gì, đặc điểm của tế bào gan là các tế bào gì, các tế bào gan bình thường nhá là các tế bào hình đa diện đúng không nào, nhân nằm ở trung tâm đúng không nào, và sắp xếp tạo thành các bè đúng không nào. Thì khi ung thư biểu mô tế bào gan thì nó sẽ nghĩa là gì, một cái mô u mà nó biệt hóa theo hướng là biệt hóa thành tế bào gan, thì chúng ta sẽ thấy là gì, nó sẽ gợi lại những cái đặc điểm của tế bào gan, nghĩa là gì, tế bào ung thư sẽ cũng là những cái tế bào hình đa diện, đương nhiên là vì nó là tế bào ung thư nên nó sẽ là gì, kích thước nó sẽ đa dạng và không đồng đều với nhau, và nó sẽ có thường có nhân lớn và chất nhiễm sắc thì thường là gì, thô, hạt nhân nổi rõ, nhiều nhân chia. Đặc điểm của tế bào ung thư bao giờ chúng ta cũng hay nói là gì nào, tế bào nhân lớn này, không đều này, màng nhân mèo mó đúng không nào, hạt nhân nội rõ, rồi nhiều nhân chia, có thể có nhân quái đúng không nào, chúng ta sẽ học như thế đúng không, và tỷ lệ nhân trên bào tiêu tăng. Thì tế bào ung thư gan cũng giống như tất cả các loại tế bào ung thư khác thì nó sẽ có đặc điểm của tế bào ung thư, đặc điểm của tế bào ung thư là gì, là những tế bào nhân lớn không đều đúng không nào, chất nhiễm sắc thì thô, hạt nhân nổi rõ hay là hạt nhân lớn, nhiều nhân chia, có thể có nhân quái, tỷ lệ nhân trên bào tiêu tăng. Đấy, nhưng mà nó sẽ biệt hóa theo hướng tế bào gan nên là gì? Chúng ta sẽ nhìn thấy là gì? Thường nó sẽ có hình đa diện và nó sẽ sắp xếp tạo thành từng bè, từng đảo hoặc là có thể tạo thành từng đám, thành khối. Tuy và đôi lúc nó cũng có thể tạo thành hình ảnh rạn tuyến. Nhưng mà trong ung thư biểu mô tế bào gan thì bè thì chúng ta có thể là ít khi gặp được hình ảnh rạn tuyến hơn, mà chúng ta chủ yếu sẽ gặp là hình ảnh tạo thành từng bè và từng đảo đúng không nào, và vì là mô gan bình thường chúng ta thấy là các bè gan thì bao giờ về xung quanh các bè gan sẽ là các xoang mạch đúng không nào, thì đối với ung thư biểu mô tế bào gan cũng thế, xung quanh các tế bào ung thư là xung quanh các bè ung thư đấy sẽ là các xoang mạch, và đấy và đôi lúc chúng ta sẽ gặp được hình ảnh hoại tử chảy máu
Khi ung thư mà, tế bào ung thư thì thường thường là nó phát triển nhanh thì chúng ta có thể gặp được hoành hình, hoại tử hoặc chảy máu. Vậy chúng ta hãy nhớ hai đặc điểm. Thứ nhất là gì? Đặc điểm của tế bào u và đặc điểm của mô cấu trúc của mô u. Vậy tế bào u của ung thư gan chúng ta cũng mô tả như các tế bào ung thư nhé. Nghĩa là gì? Tên lớn như thế này thế kia đúng không? Thứ hai là gì? Có hình là gì? Hình của tế bào gan là tế hình đa diện, thì tế bào ung thư cũng thế, là hầu hết là có hình đa diện. Nếu là hầu hết nhé, bởi vì ung thư thì đối càng kém biệt hóa thì nó sẽ không còn gợi lại hình ảnh của tế bào gan nữa. Nhưng mà chúng ta đang học ngành cái trường hợp mà nó biệt hóa rõ thì nó thuộc đa diện. Thứ hai là chúng ta biết cấu trúc của tế bào gan là gì. Đây là ung thư biểu mô tế bào gan thể bè, nên nó sẽ sắp xếp tạo thành các bè, đúng không nào? Đạo cội. Đấy, đấy là hai đặc điểm chính chúng ta cần phải nhớ. Đây là một hình ảnh ung thư biểu mô tế bào gan trên đại thể. Đây là mô gan lành. Chúng ta thấy là khi mà các người ta gửi cho bệnh phẩm cho các bác sĩ giải phẫu bệnh thì chúng ta sẽ cắt ra thành các lát mỏng như thế này. Và chúng ta sẽ nhìn thấy là gì? Đây là mô gan lành, nó sẽ có bắt đầu màu nâu, thường có sẽ màu nâu vàng như thế này, tương đối thường nhất. Thì chúng ta sẽ thấy mô u ở đây. Đây là cái u có ranh giới tương đối là rõ. Và thường là gì? Đối với tế bào ung thư biểu mô tế bào gan thì thường mật độ nó sẽ rất là mềm và có màu vàng như thế này. Đôi lúc chúng ta sẽ gặp đây chảy máu trong mô u như thế này. Đây là hình ảnh chảy máu trong mô u. Đây cũng là một trường hợp khác của một cái ung thư biểu mô tế bào gan. Cái này ranh giới không rõ nữa và nó sẽ bắt đầu có hình ảnh di căn trong gan, tạo thành các nốt khác ở đây. Chúng ta thấy có một nốt ở đây, nốt nhỏ ở đây, thì đây là hình ảnh di căn trong gan. Còn đây là mô gan lành, thì đây là mô u. Mô u thường bắt màu, thường là có màu vàng mềm trên cái diện cắt trên đại thể. Trên vi thể chúng ta sẽ thấy gì? Thứ nhất là chúng ta nhìn ở vật kính nhỏ, chúng ta sẽ nhìn thấy cấu trúc u, mô u đúng không? Cái mô u này thì nó không có nhiều mô điện sơ đúng không nào? Và xung quanh nó là mô của nó là nó ít mô điện sơ đúng không? Và nó sẽ có rất là nhiều các xoang mạch đây. Chúng ta nhìn thấy những cái khe này gọi là các nhiều xoang mạch. Thứ hai là chúng ta thấy là các tế bào u nó sẽ gì? Tăng sắc hơn, vì nó chất nhiễm sắc nó thô đúng không? Nó tăng sắc hơn và nó đậm sẫm màu hơn, chúng ta nhìn thấy nó đen hơn đây. Lúc nãy chúng ta nhìn thấy gan lành đây này, đây là gan lành nhá. Chúng ta sẽ thấy nó sẽ có màu hồng vì là bào tương là chính. Nhân nó rất là ít và nó rất là như thế này. Đúng không? Thì đây là mô u thì chúng ta nhìn thấy nhân thì sẫm màu hơn này, đúng không nào? Chúng ta nhìn thấy nó sẫm màu hơn. Bởi vì nó tăng sắc, vì nhân nó tăng sắc và tỷ lệ nhân lên bào tương nó tăng và ít bào tương nhiều nhân đúng không nào? Thì chúng ta sẽ nhìn thấy nó sẫm màu hơn như thế này. Đấy, ở độ phóng đại lớn hơn nhá, chúng ta sẽ nhìn thấy các tế bào u đây. Chúng ta sẽ nhìn thấy là gì? Các tế bào u đây thì là các tế bào này là gì? Nhân nó lớn nhưng mà không đồng đều đúng không nào? Nhân lớn không đều này. Sắp xếp bào tương thì là hơi ưa toan hoặc ưa kiềm nhẹ này. Tạo hình đa diện đúng không nào? Sắp xếp tạo thành các bè, đây chúng ta sẽ bảo các bè. Đấy, hoặc là các đạo, các ổ. Đấy, đôi lúc chúng ta sẽ nhìn thấy hình ảnh cấu trúc này gọi là cấu trúc giả tuyến nhá. Em sẽ nhìn thấy cấu trúc giả tuyến đây. Đấy, có một số cấu trúc giả tuyến và nhân rất là tăng sắc đúng không nào? Chất nhiễm sắc thì thô lắm nên chúng ta sẽ nhìn thấy là thế nào gọi là chất nhiễm sắc thô. Đấy, ở độ phóng đại lớn hơn chúng ta nhìn rõ về tính chất của tế bào u nhá. Tế bào u thì nhân to nhỏ không đều đúng không nào? Và tỷ lệ nhân trên bào tương thì tăng. Đấy, các tế bào gan thì hình đa diện. Đấy, bào tương thì dạng hạt, hơi ưa kiềm hoặc ưa toan nhé. Và sắp xếp tạo thành các bè, chúng ta thấy các bè đây này, đây là các bè, đấy, tạo thành các bè như thế. Và có thể chúng ta sẽ gặp, chúng ta có thể sẽ gặp là gì, nhân quái đúng không? Thì chất nhiễm sắc thô và vón cục đúng không? Hạt nhân nội rõ, đấy. Đấy, ở độ phóng đại lớn hơn chúng ta sẽ nhìn thấy đây là các bè gan. Các bè tế bào u. Đấy, các tế bào u hình đa diện nó sẽ sắp xếp tạo bè và chúng ta sẽ thấy là gì? Các bè này có thể có như một hoặc nhiều hàng tế bào có thể tạo thành. Ở đây chúng ta sẽ thấy các hàng tế bào nhé, chúng ta đếm theo chiều ngang như thế này. 1 2 3 4 đúng không nào? Đây các bè gan hình đa diện này. Và chúng ta sẽ nhìn thấy có thể có nhân chia. Ở đây thì chưa rõ lắm. Chúng ta không nhìn thấy rõ hình ảnh nhân chia trên cái hình ảnh này. Và vây xung quanh các bè gan thì chúng ta sẽ thấy là gì? Là các xoang mạch nhá. Đây chúng ta sẽ nhìn thấy các xoang mạch đây. Đây là các xoang. Đấy, những cái khe sáng này là các xoang mạch. Ở đây chúng ta sẽ nhìn thấy rõ hơn này. Đây chúng ta nhìn thấy các xoang mạch đây. Đấy, chúng ta sẽ nhìn thấy các xoang mạch. Đây nữa chúng ta sẽ nhìn thấy một hình ảnh khác của ung thư biểu mô tế bào gan nhé. Thì vì đặc điểm tế bào gan chúng ta đã nhìn thấy
Trong các slide trước là đây, chúng ta nhìn thấy đấy. Thì ở đây chúng ta nhìn thấy là các tế bào gan này sắp xếp tạo thành các bè, gồm rất là nhiều hàng tế bào đúng không nào? Không còn thanh mảnh như các bè gan trong gan lành lúc nãy chúng ta học trong sơ gan nữa, mà các bè gan này nó có bắt đầu có rất là nhiều hàng tế bào đấy, trên 3 hàng tế bào là bất thường rồi đúng không nào? Đấy, hoặc là tạo thành các đảo như thế này, bè hoặc các đảo. Đôi lúc chúng ta sẽ gặp một số hình ảnh gọi là hình ảnh dạ tuyến. Đây chúng ta sẽ nhìn thấy những cái hình ảnh tạo thành những cái nang, những cái tuyến nang có lòng như thế này thì gọi là hình ảnh dạ tuyến. Tuy nhiên những cái trong ung thư biểu mô tế bào gan thể bè thì hình ảnh dạ tuyến chúng ta có thể gặp nhưng là tỷ lệ nó thấp, thì chủ yếu chúng ta vẫn sẽ gặp các bè là chính, nhưng chúng ta vẫn có thể nhìn thấy hình ảnh dạ tuyến. Đây là cái hình ảnh dạ tuyến nhé. Và xung quanh các bè gan và các dạ tuyến này sẽ là gì? Là các xoang mạch để lát nữa chúng ta phân biệt với ung thư biểu mô đường mật. Đấy, đây là các xoang mạch. Chắc chúng ta thế chúng ta sẽ nhìn lại viêm vi thể. Vậy chúng ta nhớ là gì? Trong từ biểu mô tế bào gan, viêm vi thể là gì? Chúng ta nhớ là hai đặc điểm chính: một là đặc điểm về tế bào thư, hai là đặc điểm về cấu trúc u. Cấu trúc của mô u thì gì? Bao giờ sắp xếp thành các bè đảo và khối nào? Xen kẽ với các bè đảo này là gì? Là các xoang mạch. Đấy, thể có hoại tử chảy máu, nhưng cái này không phải đặc điểm chính nhá. Mô ung thư nào thì chúng ta cũng có thể gặp hoại tử chảy máu cả, nên đây không phải là một đặc điểm giúp phân biệt. Đấy chỉ là một đặc điểm chung của mô ung thư thôi. Còn lại thì hai đặc điểm chính là gì? Tạo thành bè đảo khối xen kẽ mà nó là các xoang mạch. Thứ hai là đặc điểm về tế bào ung thư. Thì tế bào ung thư sẽ là gì? Hình đa diện, có nhân lớn không đều đúng không nào? Những sắc thô hạt nhân của bao nhiêu kia có thể có nhân quái đúng không? Tỷ lệ nhân trên bào tương tăng, đấy là đặc điểm mà chúng ta mô tả chung của tế bào ung thư. Nhưng mà nhớ là gì? Đối với ung thư gan thì tế bào ung thư là thường là các tế bào hình đa diện và sắp xếp tạo thành bè. Xem kẽ là các xoang mạch, đấy là ba đặc điểm chính mà chúng ta phải nhớ để chúng ta phân biệt ung thư biểu mô đường mật trong gan. Về ung thư biểu mô đường mật trong gan, thì chúng ta phải nắm được các đặc, cũng giống như ung thư biểu mô tế bào gan thì chúng ta sẽ nắm được các đặc điểm vi thể ung thư biểu mô đường mật trong gan nhé. Và chúng ta phải chỉ được tổn thương trên các slide hình ảnh, được chưa? Và vẽ thì minh họa. Thì ung thư biểu mô đường mật thì tất cả các ung thư các em nhớ là mô tả cho cô hai đặc điểm chính. Thứ nhất là gì? Đặc điểm về tế bào u, và thứ hai là đặc điểm về cấu trúc u. Cấu trúc u thì chúng ta cũng phải nhớ là gì? Về cấu trúc của mô u và mô đệm u. Bao giờ nhớ nhá, có hai đặc điểm của cấu trúc u, đấy là về mô u và mô đệm u. Còn đặc điểm của tế bào u thì bao giờ chúng ta cũng thấy gì? Là một cái loại tế bào ung thư đúng nào? Vì là ung thư thế nên là bao giờ cũng là gì? Hình ảnh nhân lớn này, hạt nhân nổi rõ này, chất nhiễm sắc thô tăng sắc đúng không này, màng nhân méo mó, nhiều nhân chia, đấy là đặc điểm chung của tất cả các loại tế bào ung thư rồi. Thế nhưng mà chúng ta sẽ nhớ là gì? Đối với mỗi loại ung thư khác nhau thì đôi lúc nó sẽ có những đặc điểm riêng, thì chúng ta sẽ nhớ những đặc điểm riêng thôi. Thì đối với ung thư biểu mô đường mật thì nó xuất phát từ các tế bào đường mật đúng không nào? Các tế bào đường mật thì bình thường nó là gì? Các tế bào hình vuông đơn hoặc là các tế bào trụ đơn đúng không nào? Thế thì đối với tế bào u nó cũng sẽ như thế, chúng ta sẽ nhìn thấy là đối với tế bào u nó cũng sẽ tạo thành hình vuông hoặc hình trụ và có nhân lớn kiềm tính không đều đúng không nào? Về mô u thì nó sẽ sắp xếp tạo thành cấu trúc tuyến, giống như đường mật chúng ta sẽ thấy tạo thành các ống tuyến đúng không nào, thì đây nó cũng sẽ tạo thành cấu trúc tuyến, và các tuyến này thường to nhỏ không đều méo mó, vì nó là mô ung thư thì nó sẽ to nhỏ không đều méo mó, lồng rộng hẹp khác nhau. Và mô đệm u trong ung thư biểu mô đường mật là một mô u giàu mô liên kết xơ nhá, mô giàu liên kết xơ. Mô giàu liên kết xơ này thì lúc nãy chúng ta nhớ là gì? Mô gan, trong thủy mô tế bào gan thì mô đệm u của nó là gì? Là giàu mạch đúng không nào? Có nhiều các xoang mạch vây xung quanh các bề gan. Thì đối với đường mật thì vây xung quanh các tuyến này sẽ là mô liên kết xơ. Đây là mô u giàu liên kết xơ là đặc điểm khá là quan trọng để chúng ta phân biệt ung thư biểu mô tế bào gan nhá. Thứ hai là gì?
mô u xâm nhập và gây hoại tử tế bào gan thì đương nhiên rồi, tất cả những cái ung thư nó đều có tính chất là xâm nhập và di căn, đúng là thế nên là chúng ta sẽ nhìn thấy mô u sẽ xâm nhập và gây hoại tử tế bào gan đấy. Còn cái đặc điểm ngoài gan thì thường là mô u nó sẽ xâm nhập tế bào viêm mãn tính, hay là cái này là cũng là một đặc điểm chung thôi, không phải là đặc điểm đặc biệt. Thì chúng ta cũng nhớ là hai đặc điểm chính, đặc điểm về tế bào u và đặc điểm về cấu trúc u. Trong cấu trúc u chúng ta nhớ về đặc điểm về cấu trúc của mô u và mô đệm u là hai đặc điểm nhá. Thì chúng ta sẽ xem hình ảnh. Đây là một trường hợp, đây là một cái hình ảnh đại thể cắt qua một cái mô gan mà có ung thư biểu mô đường mật trong gan. Ung thư biểu mô đường mật trong gan thì chúng ta nhớ là gì? Trong vi thể chúng ta nói là gì? Mô u rất là giàu mô liên kết xơ, đúng không nào? Vì nó màu giàu mô liên kết xơ nên khi mà cắt qua cái mô u đấy, bao giờ nó cũng sẽ là trắng và chắc hơn. Khác với cái hình ảnh mà chúng ta cắt qua vàng mềm trong cái ung thư biểu mô tế bào gan. Vì là ung thư biểu mô tế bào gan thì chúng ta thấy là gì? Nó không có nhiều mô liên kết xơ mà nó chủ yếu là các xoang mạch, đúng không? Thì nó thường là mềm hơn. Thì ung thư biểu mô đường mật thì bao giờ nó cũng sẽ chắc hơn. Và nó sẽ trắng chắc như thế này. Và ranh giới thì không rõ. Ung thư thì thường ranh giới không rõ, đúng không nào? Đấy. Trên khi nào chúng ta trên hình ảnh vi thể chúng ta thấy gì? Đây là hình ảnh mô u, đây là phần mô u nhé, các em nhìn thấy đây là phần mô u này, đấy, những cái ống tuyến như thế này là các mô u, còn cái thành phần còn lại là cái thành phần màu hồng này, đúng không nào, đây là mô đệm u, đúng không? À, 15 này. À. Đấy, chúng ta còn 5 phút nữa cô phải đi học rồi, chết cả. Ở đây nhé, chúng ta hãy nhìn thấy này, chúng ta sẽ nhìn thấy đây là mô gan nhé. Gan. Đây, mô gan đây. Đấy. Thì đây là mô gan lành nhá. Còn đây mô u chúng ta hay nhìn thấy là gì? Nó tăng sắc hẳn đây này. Đấy, nó tăng sắc hẳn và tạo thành các ống tuyến, đúng không nào? Đấy, có lòng ở đây đúng không nào? Ống tuyến. Tạo thành các ống tuyến có lòng to nhỏ không đều, méo mó đúng không nào? Đấy, to nhỏ không đều và méo mó. Và nó xâm lấn vào mô gan, đây là xâm lấn vào mô gan. Còn đây là các tế bào gan, chúng ta nhìn thấy tế bào gan này nó cũng hơi bị đen lại và đỏ đi đúng không? Là do nó bị hoại tử. Và mô đệm xung quanh thì rất là sơ đúng không? Mô đệm sơ và xâm nhập rất nhiều tế bào viêm. Đây chúng ta nhìn thấy các thằng những em đen nhỏ nhỏ này là các lympho bào đúng không nào? Còn mô đệm sơ chúng ta nhìn thấy là sơ hóa đây hơi hồng một tí đúng không? Đây, ở độ phóng đại lớn hơn chúng ta nhìn thấy mô u đây. Mô u là các tế bào u là gì? Hình trụ hoặc hình vuông đúng không nào? Đấy, sắp xếp tạo thành các ống tuyến to nhỏ không đều nhá. Sắp xếp tạo thành các ống tuyến to nhỏ không đều. Và mô đệm u thì sơ hóa. Chúng ta nhìn thấy sơ mô đệm u sơ hóa đây và xâm nhập rất nhiều tế bào viêm các loại khác nhau. Đấy, ở đây có thể mô đệm mô u nó bị chảy máu nên sau đấy nó xâm nhập đại thực bào đến và nó ăn sắc tố là tạo thành những hình ảnh màu vàng đây. Đấy. Là tế bào u thì chúng ta cũng mô tả như những tế bào ung thư khác, đấy là gì? Tế bào nhân lớn tăng sắc đúng không? Hạt nhân rõ. Đấy, đây là cái tế bào u to nhỏ không đều đúng không nào? Nhưng mà nó vẫn có hơi hướng gợi lại hình trụ hoặc hình vuông và tạo thành cấu trúc tuyến méo mó to nhỏ không đều. Mô đệm thì sơ hóa, đây là mô đệm u nhá, mô đệm u đây, chúng ta nhìn thấy đây là các mô đệm u sơ hóa đây nhá. Và trong mô đệm u thì ngoài sơ hóa thì nó còn gì? Xâm nhập nhiều tế bào viêm. Được không nào? Còn đây là những cái tế bào hình đa diện màu hồng hồng đây là gì? Tế bào gan nhé. Đây là tế bào gan lành. Hay còn tế bào gan không u chứ thực ra nó cũng lành hẳn bởi vì nó bị tổn thương rồi đúng không nào? Tế bào gan không u. Đấy. Còn bên này là mô u. Được chưa? Đôi lúc chúng ta sẽ gặp được hình ảnh này gọi là hình ảnh xâm nhập thần kinh nhé. Đây là mô u này. Còn đây là sự một cái dây thần kinh cắt ngang thì nó lại tạo thành các tế bào thần kinh là những cái tế bào mà có nhân hình lợn sóng này. Đấy, đây là các tế bào sợi thần kinh. Thì khi mà mô u nó xâm nhập vào phần mô thần kinh thì chúng ta sẽ nhìn thấy đây, đây là một cái sợi thần kinh cắt ngang nhé. Thì mô u nó xâm nhập vào đây, được không nào? Đấy, đây là mô u xâm nhập, còn đây là mô đệm. Vậy chúng ta tóm lại là gì? Có đặc điểm giúp chúng ta phân biệt ung thư biểu mô tế bào gan và ung thư biểu mô đường mật trong gan. Thứ nhất là gì? Về hình ảnh tế bào u, một bên là tế bào hình đa diện đúng không nào, một bên thì tế bào hình trụ hoặc hình vuông. Hai là một bên tạo thành cấu trúc bè, cấu trúc đảo, một bên thì tạo thành cấu trúc ống tuyến. Và mô đệm u trong ung thư biểu mô tế bào gan là gì? Các dầu các mạch máu đúng không, là xung quanh các bè gan là các xoang mạch. Thì trong ung thư biểu mô đường mật là các mô liên kết xơ. Chưa, em nắm được chưa?
phải đi họp ngay bây giờ, cô xin phép 15 phút sau chúng ta ấy lại quay lại được không? Chúng ta quay lại sau 15 phút nhé, còn một bài là về quá sản lành tính tiền lực tuyến nữa không? Và bây giờ cô phải đi học ngay, không kịp nữa rồi. Xin lỗi các em nhé. Em quay lại 5 phút được không? Dạ vâng ạ. Nếu các em cứ suy nghĩ đi, có cái câu hỏi gì thì lát nữa chúng ta sẽ không nào.